Remy Ali. Ủa, Remy Ali đánh lại bơm này. Mình cũng đang trông chờ là giá cuối một đấy. Trong cái kèo này Remy Ali khá khó để Executing Power với một con nào đó. Thì xưa chúng ta có thể dùng Quedo để kéo được Skeleton, như vậy nhưng mà không kéo được nó khó lắm. Nó vẫn kéo được nhưng mà nó không là một cái kỹ thuật khó. Quý cơ và khó nói chuyện. Breaker lúc vào thì bởi vì là lại anh ta quá nhiều chuyện đánh vào Remy Lee, không biết chả hiểu sao mạng vẫn ngon cuối cùng vẫn bị lỗi anh em ạ, chả hiểu sao luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với lại Macarius và Lightbun. Ian đang đánh kìa. Xin chào mọi người nhá, cháu tính đi dậy rồi. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Hi baby. Baby, can you say hi? Say hi. Hi.
Cắm chim chim. Cắm chim chim. Một tay, không một tay. À, một tay. Macarius Colin. Macarius fighting. Một tay đi. Một tay đi. Thế đi. Một tay đi. Fighting. Sao nhiều mắt miner chuẩn thế nhỉ? Thực sự là không có cửa để ăn, không có cửa để ăn Real thôi anh em. Mặc dù là Real thì mùa này Karim Benzema cũng rất gì là ối trời ơi. Fast line là Mohamed Slide à? Thực sự là thằng Mohamed Slide đánh cái deck gì cũng hay không kìa. Nó đánh deck vẹo gì mình cũng thấy nó cũng kích khủng. Minor Poison rồi. À chứ Queen Ghast hay là Skeleton. À Ghast hay là Cờ Goblin. Minor chậm. Minor chậm mình dễ thọt lắm. Ôi Archer Queen kìa. Thế sao để ba con skeleton chặn miner kìa. Sẽ thằng chặn con kia chứ Archer Queen bị ba hit luôn. Đầu. Mình tưởng là vẫn còn đủ AD để chặn Archer Queen. Trong những cái matchup mà kiểu này á, thông thường thì các bạn ăn được càng nhiều máu chênh lệch càng tốt. Emerald, I have a professional question asked. How to deal the magic if someone move you as a person? You don't have the kind of person you have. Okay, wait for me. I need to translate because I don't understand what you say. Bên ngoài của bạn thứ gì đó thực ra là không phải đối mặt. À, được. Thiên địa có gì? À, you say là body shaming à? À, you want to say body shaming.
I want it. Em hay nhỉ, nói chung là mình đã báo rồi, Mohamed Salah đánh hay lắm. Và hơn nữa là các bạn, ui, no way. This one is Iragun, no, it's not the same. We are different player. We are different player, yeah. That's it. It's time to big bow. Can also connect to preset tower. And two. Okay, it's time we might have poison and you know, plus line to try to get more damage from poison. Impossible to do. Okay, Glasses is plus line. Subscribe.